Cái góc thứ hai đó là những người làm tư nhân ấy, làm tư nhân T là chữ T, chữ T này là chữ tư, chữ T này là chữ tư, chữ T là góc phần tư thứ hai là chữ T là chữ tư, làm tư nhân. Làm tư nhân thì có thể là khi mà bạn có một chút vốn thì bạn có thể tự mua một cái xe bạn chạy Grab, một cái xe mà bạn chạy taxi đúng không, hay là bạn có thể mở một cửa hàng thuốc thú y chẳng hạn đó. Đấy, thì đó là những cái người làm tư đúng không, người làm tư thì cái quy mô nó sẽ hẹp hơn, nó có thể là sẽ tự làm hoặc là các bạn này có thể tự thuê, nhưng mà cái mức độ thuê thì nó sẽ ít người làm hơn, ví dụ như thuê 5 người 10 người thôi. Thì đấy là cái góc gọi là góc phần tư thứ hai là những người làm tư. Thì những người làm tư này thì cũng rất là khổ các bạn, khổ vì sao ạ? Nhiều người, tôi nói thật với các bạn là nhiều người thì đang làm tư nhân rồi có khi lại chuyển sang làm công chức cho nó nhàn, nói làm 8 tiếng là về, ngủ với vợ với con. Như thật ra như anh em chúng tôi thì có thể là nhiều khi trưa cũng chẳng được giấc ngủ trưa đúng không, buổi tối có khi làm 11 giờ 2 giờ đêm mới về, thì có thể khá là vất vả đúng không. Đấy, thì cái làm tư nhân thì nó cũng rất là mệt các bạn, vì một số người bạn của tôi mở các cái quán ăn chẳng hạn cũng khá là vất vả, sáng phải đi chợ sớm đúng không, đi chợ sớm để mua đồ về, chọn những cái đồ gì tươi nhất ngon nhất để về gọi là phục vụ các thượng đế đó. Thế rồi thì buổi trưa cũng chẳng được ngủ, thì khách ăn trưa đến 1-2 giờ chiều rồi lại chuẩn bị bữa tối cho khách, thì đấy cũng là một cái mà rất là vất vả. Thế rồi nhiều hôm đến 11-12 giờ thì vẫn nọ mọ rửa bát, thế rồi thì lại chuẩn bị đến buổi sáng ngày mai đi chợ, khá là vất vả các bạn đấy. Có cái thì nó được gọi là được tự do một chút, được nghỉ không phải xin phép ai, đấy là cái mà cũng khá là sướng với một số anh chị. Thì cái vấn đề làm tư này thì nó cũng rất là vất vả, bởi vì là rất là nhiều người, nếu như mà nhiều người tôi thấy là chưa làm ấy, thì có khi còn tiền mà làm thì khi hết sạch cả tiền. Đây là một cái điều mà các bạn mà cũng hết sức là lưu ý cái vấn đề làm tư. Thì tôi hay gọi vui là nếu người làm công ăn lương đi làm thuê ấy, thì từ nghèo, nhưng mà nếu mà chuyển sang cái góc chữ T là tức là góc làm tư nhân thì từ nghèo chuyển sang khổ, rất là khổ. Thời gian nhiều khi không có thời gian để dành cho gia đình, cho vợ con, muốn đi chơi một lần cũng rất là khó, vì muốn đưa vợ con đi chơi cũng rất là khó. Vì sao? Vì cái quỹ thời gian nó chiếm hết cái công việc, nó chiếm hết cái quỹ thời gian của các bạn rồi, nên là các bạn không có quỹ thời gian để các bạn đưa vợ con các bạn đi chơi. Thì điều đó là một cái điều mà cũng khá là buồn đúng không? Đấy, tiền nhiều để làm gì đúng không? Bác Đặng Lê Nguyên Vũ có nói rất là vui là tiền nhiều để làm gì khi mà chúng ta phải đưa nhau ra tòa như thế này. Đấy.